Bà xuất đấy, ngày nay khi nhóm nâng chôl mốt bằng 2 tí rồi biết nâng cao pra Excel đòi dương start vì đậm bồn. Ngày nay phong đá dương nâng riêng đậm bí cao pra maximum nâng minimum. Chẳng nâng khăn nâng cứ nhóm mên tân ở nơi về sạp hỏi hỏi ตนในสําหรับมาខែមួយខែអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងប្រើ ហើយនៅក្នុងនេះសតេរូបមន្តមីនីមមក៏យើងប្រើដូចគ្នាគឺជារូបមន្ត D4 B4 គឺចំណុចណាគឺនេះចំណុចលេខ 4 ហើយ B នេះ B4 ហើយមកដល់ D4 គឺយើងទាញរហូតមកដល់ D4 នេះបាទចំណុចឥឡូវយើងចង់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅទីនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់drop list នៅលើ Excel ឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងនេះ accounting នេះគឺគេមាន sale rent royalty and transport អញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់ឲ្យនៅក្នុង column នេះនៅពេលដែលយើងចុចទៅវាមាន drop down មកមាន sale មាន rent មាន royalty នេះដើម្បីឲ្យយើង select គឺរបៀបនៃការធ្វើយើងនឹង បង្ហាញ ឥឡូវជាដំបូងគឺលោកអ្នកត្រូវតែ enable tab design នេះសិន អញ្ចឹងដើម្បី enable tab design នឹងបានគឺយើងចូលមកដល់ file តបមកយើងចូលយក option តបមកទៀតគឺយក customize ribbon ហើយយើង take យើង click នៅលើ developer នេះណា អញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅវានឹងបង្ហាញហើយ okay ຈັ່ງໃນក្នុងຈຸດໄດ້ຍົກដាក់ filter ນີ້ຄືຍົກບັງກາດເວໃນក្នុង format table ນີ້ format as table ຈັ່ງຍົກດໍາໄປດອສ format as table ວິ່ງຄືຍົກໂຈຈອມກາຍໃຫ້ຍົກກ່ອນຕາ select ໃນເລືເວ ໂຈ design ໃຫ້ຢູ່ປຽກຖ້າ convert to range ໂອເຄຈັ່ງເວຄືຊິລັກສະນະຕາຣາງທໍາມະດາ ຈັ່ງມູນຫາດອີ່ບານຂ້ອຍຈອງປາປາຕາຣາງ format as table ປີປູເວງ່າຍສູນໃຫ້ເວສະອາດຈັ່ງດັ່ງໃບ format as table ຕະດາຍັງໂຈເຈມາສັນມາຕໍ່ມານີ້ format as table ຄືຍັງມີ template ເວຈະຈານດາເອົາຍັງເຮືຕາເວຍັງຈອງບານຫນ້າຄືຍັງ select ໂຕເລືເວໃຫ້ຍັງກຣິສເວມາ as table เนี่ยយើងយកmy table as header នេះគឺយើងក្រេមកអូខេអញ្ចឹងវានឹងលោតហ្វីលធ័រឲ្យដើម្បីបំបត្តិហ្វីលធ័រគឺយើងចូលចំកន្លែងនេះមកចូលចំកន្លែងឌីហ្សាញថាហ្វីលធ័រហើយនៅក្នុងនឹងទៀតនៅពេលដែលយើងប្រើតារាង format as table នៅពេលដែលយើងខ្វះតារាងយើងចង់បន្ថែម insert នៅចំកន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ថាអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ថា remark អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយរីម៉ាកវានឹងលោតចងតារាងឲ្យយើងនេះវានឹងលោតចងឲ្យអញ្ចឹងនៅយើងវាយបន្តទៀតវានឹងលោតតារាងឲ្យដូចគ្នាយើងមិនចាំបាច់ចូល insert ទេឥឡូវយើងចូលមកដល់រឿងយើងគឺធ្វើ drop list ຈັ່ງយើងចូលຈອມກາຍ data select ຈອມກາຍ data validation ຈອມກາຍ ສັນຍາປູນໂຕດນີ້ចូលຈອມກາຍ data validation ປະຕອບມາຍើងຈອມກາຍ any value ຄືយើងຈະລົດຈົກກ້າມ
vô bịa thả lì. Click nơi chom chấm lịch này mùi máu, hãy dựng off về máu. Dựng chọn ai việc khơi trầm ná dựng off trầm nâng máu. Tạm áo dựng chạch OK. F4 mà đọa A7. Ná, về OK. Chẳng nâng 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 cứ về miền đọa tới mùi bị bậy buồn. អាចយើងប្រើនៅពេលដែលយើងចង់ចងត្រប់លីសនេះយើងមិនចាំបាច់សិលិចអញ្ចឹងក៏បានដែរគឺយើងឧទាហរណ៍ថាយើងសិលិចចំកន្លែងនេះមួយតបមកយើងចូលចំកន្លែងដាតាវេលីដេសិនចូលលីសដដែលយើងវាយអសក៏បានដែរវានឹងបង្ហាញឲ្យឥឡូវយើងដាក់ចូលចំនេះយើងដាក់ថា account bia muối mấy bia muối chún bia tiết chún lái sân bay dân trong đặt dân ảnh xe chẳng phân tái bị tràn sân bay tràn dân select cứ lọ tập máy dân chọn OK chẳng về nâng bằng hai nơi tin này cứ trọc lì chẳng nơi đây dân chọn máu viên nâng bằng hai trọc lì nếu có nít ao dân select hết ấy bạn về chân pi nít đại sao về lại cái nãy chỉ format unstable vì bút format unstable nó về nó chập ao dương ao to về nó khởi ao dương và sân bạn nó không nó về miền mùi hơi về tất cả chung một sẹn tiền chẳng vì bút chung một tròn cái này về bạn thấy về nó đặt lịch pi ao dương ok lấy nhầm chào chẳng miền chung ngon mùi tá ta excel dương đặt trọc lịch bản cho với tao dương ai đã trộm lý bàn này được gọt chấm lái thạp bàn cứ dương ai đặt bàn chẳng là lấy dương chỗ từ vượt bỏ dương tới nhóm copy muối nhóm được chỗ vượt chẳng chỗ vượt cứ dương từ đặt trộm lý mẹ nế chẳng dương chọn đặt trộm lý tì mùi cứ dương từ enable design tab đôi khi nế enable develop tab chẳng đảm bây enable về bán cứ dân cho chỗ file được này tập máu chỗ option chỗ customize nhưng click chọn lại developer mà ok chẳng về nâng load developer mà ai tập máu cứ dân chọn đặt lẽ khả nạ chia drop lì chẳng dân cho chọn lại developer tập máu dân chỗ trong lại design nó bây đại dân chỗ trong lại design máu về đồng bằng hàng nhà này cứ trong lại nít cứ về miền phải drop down list nít cái đã thật drop down list content trong ô box hay trong nội nít cái đã nít drop down list chẳng dân là trong lại nâng máu hay trong lại drop down list nâng cứ dân chọn đặt sợi nhưng chọn đặt cho mua về đặt ấy chẳng tư rồi còn đặt ấy các bạn đây chẳng nơi đây dân sẽ lệch lơ về máu dân cho trong lại property hãy nơi khăn nông thay thò đi dân đặt nó thật là ấy chế dân đặt nèm thật ní dân phải đặt các bạn đấy tổ mất add nó dân đặt ok dân đặt rèn ok chẳng nói trong cái này nếu cứ về đặt title bao giờ cứ thành mềm chẳng nói bây giờ cho nâng về được bằng hai tháng cái này nó cứ tới vài nền mình chẳng tới bằng ta nhưng mà đã vài nền mình nhập vào đã này tới chờ rồi chứ mua chẳng đang bay ai khơi drop đi nó bây giờ dân phơi rất việc khơi drop đi mà đấy chẳng đang bay thôi ai khơi drop đi cứ dân cho trong lại design đã dân đoạt đi design chẳng tới về được rồi đoạt máu đi chúng ta đã chú an item chẳng vì mình sẽ nhập luôn tôi mua cho nó bây giờ dừng rồi
Chẳng nơi khăn Excel có viên mình drop list. Hai nơi khăn Word có viên mình drop list đài. Tập mà tiết, ô tờ hò thà nơi bê đài dương prà. Chùm nọt nì, à xò nì, dương thà dương vậy sẽ xê khó. Chẳng dương xê khó dương chọn lục ô dương chọn kè mẹ nọt. Chẳng dương chọc delete chọc ấy về tờ thì bị bruh nâng nâng cư dương sẽ xê nơi khăn design. Đảm bây cái cứ dân cho đôi khi này là đáy. Cứ dân cho tôi chọn cái lãnh drop or design. Tập đó cho chọn cái lãnh property. Chẳng dân cài chọn cái lãnh rèn đi mình đấy. Chẳng dân select chọn cái lãnh rèn nâng máu. Hai dân cho chọn cái lãnh modify. Chẳng dân cài bản dân cài thà run office. Chẳng cái bản đấy. Ok. Chẳng dân đặt ok. Lấy dân đoạt về vĩnh. Chúng ta sẽ lệch máu. Nè, về lệnh miền rèn nè, về miền front of viewing. Chẳng cứ rụp biếp này ca cái nâng edit rư có bản thám. Cứ dân trời phơ tạm rụp biếp này ai. Chẳng mình bật quạt thà chẳng rò vớt hay nâng Excel cứ về miền trọc đi đà. Bản thái có rõn tại dân một toàn dân một đăng rụp biếp này ca thơ. Lớ dân đăng hỏi dân ai thơ bản thơ ngọt nế. Xong ổ khốn xâm rạp ca tu xin à video. Xong chú ý like, subscribe, and share. Xong ổ khốn.